giải mã tri kỷ, nơi tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Khi cô ấy vào học được ở trường sân khấu rồi, thì học được khoảng gần một học kỳ, tự nhiên anh mới biết là cổ tia anh, và anh cũng tia cổ. Làm sao anh biết được cổ đang giận? Biết, nhìn nhau là biết liền. Giận cái là 10 phút sau là vợ yêu ơi này nọ liền là hết liền. Những lời cảm ơn và xin lỗi chạm đến trái tim. Anh thật sự là xin lỗi. Có những lúc vì sự nóng giận của mình đôi khi sẽ làm tổn thương nhau. Em đến với trong cuộc đời của anh, mang lại cho anh những cảm xúc ngọt ngào nhất. Một điều mà trước đây vợ chưa bao giờ nói với chồng, đó là vợ và con cảm ơn chồng rất nhiều. Vì nhờ có chồng mà vợ trưởng thành hơn. Mời quý vị khán giả đón xem giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.